Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Vẫn là mình Mosu đây. Tiếp tục với series video về giáo án. Hôm nay mình sẽ lên cho mọi người giáo án về con tướng Chu Du. Chu Du là một vị tướng của Đông Ngô. Đấy, là một trong những vị tướng thứ chất 16, ngang bằng với Tôn Sách. Nhưng mà được cái là nó được gọi là những tướng tư chất 16 hạng bậc 1 đấy, hay là tư chất 16 cuối. Đấy, chúng nó thật ra là những mấy con tư chất 16 cuối này thì về nếu như xét về cái kiểu thông dụng ấy, thì mình thấy nó thông dụng hơn là bọn tướng đầu kia. Đấy, dần dần về sau đa số là dùng bọn tướng này hết. Và một giáo án cho con tướng Chu Du này. Nếu như mà đã chọn Ngô thì lúc đầu game thì có lẽ là chọn Ngô đầu game là chắc chắn anh em đã nhắm đến cái việc đi map. Đi map tốt, đi tháp tốt, tích gôn tốt và chắc chắn sẽ không dùng Chu Du. Người ta dùng Tôn Sách để có thể tích được một lượng gold ổn với anh em nông dân, để tích một lượng gold ổn, bởi vì chúng ta đã chấp nhận chơi một cái đội hình mà nó vốn dĩ không phải thế mạnh về PK thì chắc chắn chúng ta sẽ phải được một cái lợi khác, đó là gold. Đấy, gold lúc đầu game rất là quan trọng, các bạn tích về sau thì sau sau này có đầy đủ gold thì các bạn sẽ rất là đỡ đỡ trong các cái event rất là nhiều. Đấy, chơi nông dân là phải biết tiết kiệm đúng không ạ? Còn nhiều ông sẽ hỏi là thế Chu Du có dùng trong lúc này không? Câu trả lời là có, vẫn dùng được, dùng bình thường luôn, không đến cái nỗi là nó tệ đến cái mức là không thể dùng nổi đâu. Bởi vì bọn mình đã từng chơi, thật ra không phải là mình chưa bao giờ dùng Chu Du ở đầu game hết, nhưng mà có những thành viên ở trong group mình từ cái thời mà OMG Việt Nam còn chưa ra mắt cơ, đã từng sử dụng con Chu Du này trong thời gian đầu game, chơi từ đầu game đến cuối luôn, nhưng ông chỉ chơi Chu Du thôi vẫn được và vẫn khá là mạnh luôn. Đấy, Chu Du thì nó thua thiệt Tôn Sách về cái khoản đi map. Đi map thì thật ra là nếu như xét về đi map đến thời điểm hiện tại bây giờ cũng rất ít có vị tướng có thể hơn cơ là Tôn Sách về khoản đi map đấy. Còn cái khoản đầu game thì đi map nó biết rồi đấy. Nhưng mà Chu Du mình chỉ nói là nó thua Tôn Sách về khoản đi map, chứ Chu Du thực sự là không đi map kém một chút nào hết. Các tướng của team Ngô đi map rất là tốt, các tướng thứ 6 thì Ngô đi map rất là tốt, nó chỉ là kém nhau thôi đấy. Và cái việc dùng Chu Du cũng được, nhưng mà PK thì nó cũng thật sự phải nói là PK lúc đầu game ấy thì Chu Du thiệt hơn Tôn Sách khá nhiều. Tôn Sách lúc đầu game là một trong những tướng PK cực tốt, đi map cực hay đấy, nên là rất nhiều người thích dùng, và chính vì những cái điểm đó nên là kiểu nó thân thân thiện với mọi người, rất là kiểu rất là nhiều lợi nên các ông ấy thích, xong tôi cũng là một trong số đó đấy. Không lan man, chúng ta nói tiếp tục với Chu Du. Nếu như mà các bạn lựa chọn Chu Du đầu game thì mình nói là được, nhưng mà sẽ rất là vất vả cho các bạn, rất vất vả về việc PK, vất vả về việc đi map, cực kỳ vất vả luôn. Đội hình thì nó không khác với con Tôn Sách là mấy đâu nhé. Các bạn dùng Chu Du đến giai đoạn mà lên chân ấy, nó không khác con Tôn Sách một tí nào luôn, từ đồ đạc áp pet, pet này, siêu hồn này, cho đến các vị tướng đi cùng y hệt luôn. Mà thật ra là nếu như dùng Chu Du các bạn còn phải dùng nhiều con tiểu kiều cơ, bởi vì Chu Du mà chưa chân ấy, thì nó sẽ không có bút máu, sẽ rất là yếu, rất là yếu. Các bạn vẫn phải có tướng bút đàng hoàng, vẫn sử dụng Văn Ương như thường lệ đấy. Có một cái khác đó là anh em biết rồi, Chu Du nó là con tướng công phép và Tôn Sách nó là tướng công vật. Chính vì vậy nên siêu nên chiến hồn sử dụng chúng nó sẽ khác nhau ở cái hồn sát thương công vật và phép đấy. Chu Du thì dùng công phép, còn Tôn Sách thì sẽ dùng công vật nhá, chỉ có vậy thôi. Còn lúc đầu cũng dùng panda và sau này sẽ sang dùng vàng đó. Đó là cái giai đoạn mà trước chân đấy. Chu Du dùng được từ khi nào? Thường thường là khoảng tầm cộng 8 là các bạn thể mang được nó, thay thế nó cho Tôn Sách. Thì mình nói thật, nếu như các bạn chơi một cách gọi là có kế hoạch thì cứ mạnh dạn dùng Tôn Sách từ đầu. Còn các bạn thích Chu Du ok lên cộng 8, các bạn có thể đổi lên Chu Du dùng rất là hiệu quả, PK cực kỳ tốt luôn đấy, tốt hơn Tôn Sách luôn phải rất là nhiều đấy. Đi map thì Tôn Sách nó vẽ hết rồi từ trước, nghĩa là cả cái thời gian trước các bạn chỉ dùng Tôn Sách để quét map thôi đấy, để sau này dùng Chu Du cho nó dễ. Đội hình đi với Chu Du thì nó có khác Tôn Sách một chút đấy. Trong cái giai đoạn mà khoảng tầm cộng 8 các bạn có thể sử dụng Văn Ương, các bạn có thể sử dụng Văn Ương hoặc là các bạn có thể sử dụng Lưỡng Mông, Lưỡng Mông để thay thế cho vị trí của Văn Ương. Thật ra thì nó hơi khó, Chu Du là một con tướng không có khống chế, chính vì vậy nên các bạn bỏ con Văn Ương ra là một điều khá là khó cho anh em chơi, bởi vì nếu như mà không có khống chế
để mà bắt tướng của đối phương ấy thì rất là khó để PK, anh em biết rồi. Bây giờ đội hình nào trong trong đội hình cũng phải có tướng khống chế hết, mà lại càng nhiều tướng khống chế, hoặc là tướng khống chế là một con tướng có rất nhiều khống chế thì nó rất là mạnh luôn đấy. Anh em chắc hẳn là đến giờ chơi OMG PUBG đều biết cái vị tướng, các vị tướng khống chế trong game nó đóng vai trò quan trọng thế nào trong một team rồi đó. Còn mình chỉ nói là sử dụng con Lữ Mông ấy, nó chỉ là để hỗ trợ cho con Chu Du thôi, hỗ trợ thôi, chứ còn nếu như nói xét so so sánh giữa Lữ Mông và Văn Lương, mình vẫn thích Văn Lương hơn, Văn Lương hơn rất là nhiều. Còn đấy là giai đoạn mà từ cộng 8 cho đến khi lên chân thì Chu Du lúc này nó lại có khả năng hồi máu rồi, thì các bạn có thể không up nhiều với tiểu kiều nữa, có thể chuyển sang đại kiều để up support cho Chu Du. Đội hình thì mình khuyên anh em là vẫn nên dùng con Văn Lương. Thật ra là với đội hình này thì mình không khuyên anh em dùng nhiều vào con Lữ Mông lắm, mà khuyên mọi người nên dùng Văn Ương để sau này còn sử dụng Lục Tốn nữa. Dùng Chu, mình nói thật, Lục Tốn là một con tướng khá là cùi bắp. Nếu như đưa nó làm một con tướng đơn lẻ, và nếu như để cho nó đi cùng với Tôn Sách, nhưng mà đi với Chu Du thì nó lại một con tướng khá là hiệu quả cho cái việc mồi đốt cho Chu Du và hỗ trợ cho Chu Du. OMG3Q có hai cái thiên hướng gọi là gây sát thương theo từng hiệp, đó là đốt và độc. Độc thì lúc cái thời đầu ấy thì tất cả hai cái hệ này ấy, nó đều gây sát thương rất là ổn và gây sát thương ok như nhau, nhưng mà sau này ấy, độc nó thiên hướng nhiều về cái dùng để lấy hiệu ứng khống chế, để lấy giảm nộ hơn. Còn con Chu Du này thì bên Team Ngô nó lại thiên về đốt để gây sát thương hơn, sử dụng đốt để tiêu diệt mục tiêu đối phương rất là hiệu quả. Chính vì vậy mình nghĩ bắt buộc là phải dùng một con tướng có khả năng mồi đốt cho Chu Du cực mạnh, và nó là con tướng và Lục Tốn. Lục Tốn là con tướng hợp lý nhất đến thời điểm hiện tại bây giờ. Lục Tốn vừa là một trong những vị tướng gọi là luôn đi đầu trong update, bởi vì nó là một trong những con tướng luôn luôn update đầu tiên trong tất cả những cái bản chân này, kim này, xong rồi giờ là ám kim này, và khả năng hỗ trợ đốt của nó thì cực tốt luôn. Đam của nó có thể là hơi ngu một tí, nhưng mà khả năng hỗ trợ của nó cho Chu Du thì nó cực kỳ ngon. Mà anh em biết rồi, Chu Du mà lấy áp đàng hoàng ấy, nó đốt cho thì tôi thật ông nát người. Là tôi sẽ nhầm nhầm với công nhẹ này, đánh nó này, dù đánh là cả công thường công nội đốt này đấy, nó đánh là cũng đốt này. Thằng bị đốt đánh nó thì giảm sát thương này, nó đánh thằng bị đốt thì tăng sát thương đấy. Nó thuộc cái loại quái vật chứ không ạ, sát thương của nó mà để nó nộ, mình nói thật, triệu triệu vân nộ to như thế nào, nộ đã mắt như thế nào, thì cứ mỗi lần mà Chu Du nó sấy thì nó phê y hệt như vậy luôn. Và có một điều nữa, đam 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 tay của Chu Du cực to, mặc dù là một vị tướng công phép nhưng đam tay của nó cực kỳ to luôn, đam tay của nó cực kỳ gian, mình đánh cực kỳ phê luôn. Thường thường ấy, trong các dòng game mà nó chia ra thành công phép và công vật ấy, những vị tướng sát thương vật lý thường có lượng sát thương gây ra khủng khiếp hơn những vị tướng công phép, và game này cũng cũng y hệt như vậy. Nhưng mà mình thấy cá biệt có một số vị tướng công phép gây sát thương rất tốt, và trong đó có Chu Du đấy, rất là thích luôn. Mình không phải fan Chu Du đâu, mình cũng không phải là người dùng Chu Du nhiều, những cái này là những cái mình hỏi những anh em dùng Chu Du và tham khảo quá tốt thôi. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào cái đồ đạc cho con Chu Du. Chu Du này là đã Chu Du đã lên kim rồi, thì nói chung là đến thời điểm hiện tại bây giờ ở cả bản, ở tất cả các bản ấy, các cái người chơi nông dân đi nữa sở hữu kim cũng là điều bình thường. Mình thấy ở bản Việt Nam có ông VIP 2, VIP 3 đã có kim rồi đó, giao bán trên shop mình mà, nên mình biết đấy, nên là mình thấy được. Như vậy là đã đến giai đoạn mà người đều có kim cả rồi, nó không phải là thứ gọi là quá xa xỉ rồi để chúng ta có thể áp được. Đồ đạc cho Chu Du này, túi gấm trước nhá. Sau đó đội hình sau, mình đến giờ sẽ đến kim Chu Du đi. Túi gấm này hôm nay sử dụng là túi gấm giảm sát thương gì đấy, giảm sát thương à, giảm sát thương cho mục tiêu ở cái hàng trước à? Giảm lượng sát thương của đối phương ấy, nói chung là vậy, đại đại khái vậy. Kiểu kiểu mình cũng không biết là ông ấy dùng có ý định gì, chứ mình không nghĩ là Chu Du là vị tướng phù hợp với những cái túi gấm như kiểu như thế này. Thế mình thì quan điểm riêng thì mình thích,
Bởi vì Chu Du mà đã sử dụng làm tam chính ấy, thì luôn luôn là tướng chịu xào đầu tiên, có nghĩa là Lục Tốn đã đứng đằng trước thì Chu Du phải mồi theo, nghĩa là nó cứ phải hàng hàng đầu một vã. Và lợi thế của Chu Du là nó né được hiệu ứng của một con tướng gọi là có khả năng bắt mục tiêu chuẩn nhất cái tựa game Orm gì mà quỷ, đó chính là Quán Vũ. Đấy, nên chúng ta không cần phải sợ nữa. Mình nhớ không nhầm là nếu như dưới lượng máu của nó dưới bao nhiêu phần trăm đấy thì con Chu Du này còn miễn hiệu ứng nữa, còn miễn phong trị thì phải, đúng không, miễn cấm trị với là cái gì nữa ấy. Cái website Tam Quốc IoT của mình nó bị sập, nó hết tên miền nên mình không gia hạn được ấy. Cuối năm nhiều việc lắm, không gia hạn kịp, thành ra bây giờ có cái gì để chất không ạ, bây giờ ngồi sợ dịch lại thì mất thời gian mang máng vậy thôi. Nhiều kỹ năng của nhiều tướng tôi không nhớ rõ lắm, những cái chi tiết tôi không nhớ rõ lắm đấy. Đấy là cái túi gấm mà mình khuyên dùng cho mọi người nhé. Còn cái ấn huy này là ấn huy đỏ thì kiểu ông ấy dùng ấn huy này, chắc là ông áp cao ấn huy này thôi. Mình thì nếu như mà anh em có điều kiện áp cao mấy cái ấn huy này thì mình thích cái ấn huy cam mà gây mà hồi máu ấy, ấn huy hồi máu mà phẩm cam ấy, hơn là ấn huy đỏ. Tất nhiên là ấn huy đỏ nó sẽ có nhiều cái lợi hơn rồi, nhưng mình vẫn thích cái ấn huy kia hơn, hoặc là anh em dùng ấn huy VIP hẳn. Còn về tẩy và dùng túi gấm thì mình khuyên anh em là nên dùng kháng là chủ yếu, tốt nhất là kháng phong. Tôi cũng chả nhớ, tôi chả nói phong gì nữa, tôi không nhớ tên bên bản Việt Nam nó hay gọi là cái gì, kháng ứng của tả từ. Hoặc là anh em có thể dùng túi gấm kháng đóng băng hóa thạch, kháng đóng băng hóa thạch, hoặc dùng túi gấm kháng của tả từ, hoặc là tẩy, về tẩy cũng vậy, tẩy cũng tẩy kháng giúp mình. Đấy, Chu Du chắc chắn sẽ đứng hàng đầu, chứ mà giấu tướng Chu Du hàng sau thì nó hơi toang đúng không ạ. Đấy, Chu Du phải để hàng đầu và dùng kháng là chủ yếu, phun kháng vào cho nó thì nó thật sự nó bá, cứ để cho Chu Du nộ được thì nó bá thôi rồi. Mình lúc nãy có nói với mọi người là lên cao thì Chu Du sẽ sang dùng rồng vàng. Ông này thì ông lại dùng panda, nói chung là panda sẽ tăng thêm sát thương, tăng khả năng chống chịu thôi. Nhưng mà như thế này nhé, rồng vàng anh em biết cái khả năng của nó, cái khả năng của con rồng vàng là gây thêm sát thương rồi. Ví dụ đi, cái này thì mình chỉ bảo nếu thôi, các ông thử dùng rồng đỏ áp phun cho Chu Du thử xem. Tôi nghĩ là rồng đỏ sẽ cũng không khác mấy rồng vàng đâu, nhưng mà bởi vì nhiều những con tướng mà gây ra lượng sát thương lớn ấy, như kiểu Triệu Vân hay kiểu Lữ Bố, người ta thích dùng con rồng vàng để dồn thêm sát thương ấy. Còn Chu Du là nó lợi thế là thiêu đốt các kiểu. Nếu như các ông sử dụng Chu Du mà là có kháng đầy đủ ở trên người rồi ấy, thì đương là đứng ở hàng đầu đúng không nào. Vậy thì sao các bạn không thử dùng rồng đỏ để mà lấy phản kích nhỉ? Đấy, chúng ta có Tôn Sách phản kích nó rất là hay từ một thời, tại sao chúng ta không thử dùng rồng đỏ để lấy phản kích cho Chu Du? Đồng thời nó có khả năng, mình nhớ là nó con rồng đỏ là còn có khả năng gây giảm khả năng trị liệu đúng không nào? Đúng không? Đấy, các ông thử dùng con rồng đỏ xem, tôi nghĩ là sẽ thú vị hơn rất là nhiều đấy. Ông nào đang đây là cái gọi là cho ông nào dùng ra sử dụng con Chu Du làm gọi là đam chính nhá. Đang dùng Chu Du làm đam chính mà lên được kim chứ. Kim nó mạnh lắm, nên là các ông thử dùng rồng đỏ áp phun con rồng đỏ xong lắp cho Chu Du dùng cho nó tẹt bô luôn đi, xem nó như thế nào. Về siêu hồn và chiến hồn thì có lẽ mình không phải nhắc nhiều nữa rồi. Wow, chơi cả chiến hồn thiêu đốt luôn cũng được, không sao hết, bởi vì anh em biết rồi, dùng là để lấy thiêu đốt mà, thì không là gần ngại gì mà chúng ta không dùng chiến hồn thiêu đốt cho nó cả, nếu như các bạn có thể áp cao được. Và thật ra thì cái chiến hồn thiêu đốt này, tôi nói thật, ngày xưa tôi không biết các ông chơi như nào, tôi quay cái chiến hồn thiêu đốt này toát mắt cơ, có nghĩa là tôi quay tất cả các chiến hồn trừ chiến hồn thiêu đốt này phải lên đến level 100 mấy thôi mới quay ra một cái chiến hồn siêu, một chiến hồn thiêu đốt đúng một cái duy nhất, sợ thật sự luôn, đó là đen đấy không ạ. Còn về tẩy thần binh thì làm sao, tướng đam chính mà công vật thì chúng ta tẩy võ lực, thì tất nhiên là chúng ta sử dụng tướng công
công ma thì nó sẽ phải tẩy chí lực cho nó rồi, chí lực HP. Yes. Đấy, cứ cái mấy cái đấy mà phải, nói chung là cái dòng chí lực, cái dòng mà chí lực HP, võ lực HP là cái dòng gọi là có lẽ là ngon nhất của thần binh rồi. Chúng ta không phải bàn cãi nhiều. Đó là về những cái đồ đạc áp cho con Chu Du. Còn bây giờ thì sẽ đến đội hình với Chu Du Kim đi, đội hình nha. Đội hình thì mình đã nói rồi, đã là team Ngô thì không thể nào thiếu được support, à đã không đã đã đã, đã là một team thì không thể nào mà thiếu được từ tướng bút, và tướng bút chủ lực chắc chắn sẽ phải là Đại Kiều, Đại Kiều Chu Du, còn cái đám còn lại thôi. Lục Tốn là con tướng bắt buộc phải sử dụng để mồi đốt cho Chu Du, nó là con mồi đốt rất là hiệu quả. Có thể dùng Tiểu Kiều, có thể dùng Tiểu Kiều được. Và cái chỗ này thì nó hơi lấn cấn này, cái con Tiểu Kiều thì mình cứ gác lại tạm tạm nó một tí này, mình sẽ nói đến vị trí khống chế đi. Vị trí khống chế này mới là vị trí, cũng là một trong những vị trí quan trọng của một team, bởi vì đã dùng Lục Tốn Chu Du rồi là team này là không có khống chế đâu, và chúng ta cần một vị tướng khống chế hay. Team Ngô thì nếu như nói đến khống chế hay thì mọi người sẽ bảo à thế này phải dùng Văn Hương rồi, nhưng các ông quên đi mất một con chính là Tôn Sách. Thật ra là nói đến đấy thì nhiều ông sẽ bảo ui định mệnh hồi trước ông có bô 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 cái mồm bảo làm sao mẹ nông dân sử dụng hai tướng tư chất 16, đó là ngày trước thôi, còn nếu các ông chơi lâu dài rồi ấy thì để mà sở hữu hai con tướng tư chất 16, một con kim một con cộng sơ sơ phải tầm cộng 10 cộng 12 là điều có thể được, không khó đến mức vậy đâu. Nên là chúng ta có thể sử dụng Tôn Sách, nếu như đã dùng Tôn Sách nhé thì thay vào vị trí của Văn Ương. Còn nếu như các ông không có Văn Ương thì à, các ông không dùng được Tôn Sách thì hãy dùng Văn Ương. Và cái vị trí còn lại đi, cái vị trí còn lại đi là vị trí của Tiểu Kiều ấy, thì nếu như mà ông nào mà đã dùng Tôn Sách rồi ấy thì chắc chắn đội hình của ông sẽ rất là nặng. Bởi vì sao? Các ông có Chu Du, các ông có Tôn Sách đã là hai tư chất 16 rồi, các ông dùng Lục Tốn để mồi đốt là một tư chất 12 thường, thêm con Tiểu Kiều nữa là một tư chất 10, mà 10 với 12 thường lên cao nó như nhau, thì thêm một con tướng tư chất 10 hay tư chất 12 thường thì nó tới thật như kiểu Tôn Quyền ấy, là nó sẽ rất vất vả cho đội hình của các ông. Mà các ông thường thường ai cũng chơi, ai cũng sẽ áp thêm một con tướng tư chất 12 hiếm nữa, mà chẳng qua là bây giờ các ông dùng Tôn Sách rồi, các ông không dùng Văn Lương nữa thì các ông bỏ con tướng tư chất 12 hiếm đó ở đâu đấy, có cái quan trọng là ở chỗ đấy. Vậy thì các bạn có thể suy nghĩ xem các bạn có thể nên dùng thêm một con nào đó cũng có một ít chút khả năng gọi là mồi đốt đi đấy, cho thêm vào vị trí của Tiểu Kiều như team team này chẳng hạn. Đó là với đó là cái ý của mình, là nếu như các bạn dùng Tôn Sách hay cho con Văn Hương này thì cái vị trí của Tiểu Kiều này các bạn có thể dùng thêm một con có khả năng mồi đốt tư chất 12 hiếm nữa đấy, còn không thì các ông cũng có thể cho thêm con Văn Hương mà cho nó chắc kèo, cho nó chắc kèo khống chế, còn không nữa thì các ông dùng Tôn Quyền cho nó nhẹ dạng. Nhưng mà tôi thật Tôn Quyền cũng không hay ở tầm này đâu, cứ dùng khống chế vào chứ cái bọn này chắc là lắt lắt nhà lắt nhắt này, khéo nó nhảy vô một cái nó chết mẹ luôn, gặp lữ bố nó nhảy vô một cái chắc là toang luôn mất. Ok, đó là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ về đội hình các kiểu, mà mọi người nên sử dụng đồ đạc tẩy tiết ra sao về con Chu Du. Còn bây giờ thì sẽ làm những trận PK đi, PK nhá. Ok nha, có lẽ là anh em cũng không còn lạ gì đối với những cái trò chơi bắn cá ở các khu vui chơi hay là các khu trung tâm thương mại rồi đúng không nào? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một trò chơi bắn cá tương tự như thế nhưng mà ở trên mobile. Chúng ta chỉ cần nằm ở nhà đắp chăn và chơi game mà không cần phải bò ra tận những chỗ như mình vừa mới nêu trên. Ngoài ra thì trò chơi này cho phép chúng ta rút được cả tiền về nữa, để chúng ta có thể nằm ở nhà đắp chăn và sử dụng skin bá đạo của chính bản thân các bạn để có thể chơi. Nào mình cùng vào chơi một vài trận cho mọi người xem nhá. Ở giao diện trò chơi thì chúng ta có thể thấy rất rõ ràng đây, đây là cái app của mình. Ở bên này thì chúng ta có phân loại cho các loại cá với các giá tiền như ở đây. Đấy, ở đây chúng ta có những loại cá đặc biệt này. Đấy, may mắn nhận được chúng ta sẽ nhận được số tiền như thế này. Đấy, nhiệm vụ của ta rất đơn giản là sử dụng, có thể các bạn có thể sử dụng tự động hoặc có thể bắn bằng tay nếu như kỹ thuật các bạn có. Đấy, chỉ cần như vậy thôi. Đó, chúng ta sẽ nhận được ngay tiền. Đấy. Một phòng chơi thì sẽ có rất là nhiều người người chơi hoặc có thể có một mình bạn thôi. Đấy, trời ơi. Đấy, chúng ta cứ bắn như này và tiền chúng ta sẽ có ở dưới đây. Đấy, cứ mỗi một lần bắn như của mình đây thì sẽ tốn đi 100 điểm. Chúng ta có thể sử dụng các cái máy móc mà chúng ta có ấy,
máy càng cao thì sát thương nó càng cao, hoặc các bạn có thể sử dụng những cái loại máy nó rẻ rẻ thôi, bắn cho nó tiết kiệm tiền. Đấy, cái này thì nói chung là chơi thì các bạn sẽ gọi ui đã tới mức quy đổi rồi, thật sung sướng. Đây là cái chức năng đổi tiền của các bạn, và chúng ta có thể đổi tiền ở đây. Chúng ta có thể sử dụng tài khoản Momo hoặc là tài khoản ZaloPay để có thể rút tiền từ tài khoản của chúng ta về. Ở đây chúng ta sẽ thấy này, đấy, chúng ta đạt cấp 2 thì có thể mở được chức năng đổi tiền này. Cấp 2 thì cần chơi một vài ván là có. Chuyển đổi lần đầu thì số tiền thấp nhất phải từ 5.000 này. Đấy, số tiền chuyển đổi trong khoảng từ 10.000 cho đến 100 triệu. Ui, thật sự là rất là to. Đây mình sẽ làm từ 10.000 này. Đấy, tròn này. À, số tiền lần đầu tiên đổi sẽ là 5.000. Đây, chúng ta sẽ xác nhận chuyển đổi thành công. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ nhận được một cái thông báo rút tiền. Đây, bạn đã nộp đơn xin rút 5.000 xu và đợi chốc lát. Ngoài ra chúng ta có thể nạp tiền vào game với cái tỷ giá là một Việt Nam đồng từ nguyên 1 xu. Đấy, các bạn có thể nhập vào đây bằng cách chuyển từ ZaloPay hoặc Momo. Đấy, rất đơn giản thôi, rút tiền về và cứ thế là tương thôi. Ok, và đây, mình vừa vào Momo check thì nó đã gửi cho mình số tiền mình vừa mới rút về rồi. Rất là nhanh chóng, chỉ khoảng 1-2 phút thôi là chúng đã nhận được tiền rồi. Mỗi tài khoản khi mà mới tạo thì các bạn sẽ nhận được 1.000 xu tương ứng với 1.000 đồng. Và chúng ta có thể chơi ở những cái màn, ở những cái mức level thấp để kiếm tiền dần. Các bạn có thể nạp thêm vào để sở hữu những cái máy móc cao hơn để có thể chơi. Ok, link tải của tựa game này thì mình xin phép để dưới phần mô tả của video. Và chúc anh em chơi game vui vẻ và kiếm được thật nhiều tiền từ trò chơi này. Ok, bye bye anh em. Hôm nay tự dưng nó bị mất âm cơ ạ. Tôi cũng đéo biết tại sao nó lại bị mất âm nữa cơ. 168. Ôi, không biết đội hình này xếp như thế nào đây. Để Văn Hương lấy không chế đầu, không phải là để Lục Tốn để mùi đốt à. Úi dồi, nó nhảy 2 lần. Chu Du thì khả năng chống chịu của nó có nên chúng ta cũng không cần phải lo sợ lắm về cái điều là nó bị bay màu sớm. Nó nộ thì thôi rồi, nó nộ thì phê thật sự, nhìn nó nộ thích lắm. Nhìn Chu Du nộ thích lắm. Lục Tốn hợp kích với Tôn Kiên. Bởi vì có đốt đặc biệt nên là chúng ta cũng không cần phải sợ bị xóa bỏ về hiệu ứng. Chu Du lên kim nó có đốt đặc biệt mà. Lên kim đốt đặc biệt tức là có cái tăng sát thương thì phải. Lên kim nó còn một cái tăng sát thương gì đó với tướng bị thiếu đốt hay sao ấy. Tăng 100% sát thương thì sao, gấp đôi lên sao, nghe kinh dã man luôn. Nhưng mà nên là để nó nộ được thì thôi rồi đấy, lượng ơi luôn đấy. Bị choáng mới toang chứ, cay nhở. Không bị choáng nó vẩy không mà chết cái hàng này. Bay thằng Nam Hoa luôn, thề. Mà đau thế. Con tà từ kia chưa chết à, chưa bị đốt chết à. Lì vậy, không có âm game chán nhỉ, tự dưng lại bị mất âm chứ, tôi chỉ mãi đây không thấy âm game đâu. Chỉ cần một tân nộ thôi là team lại toạn, thôi chết rồi, nó nhảy rồi. Không chết, choáng luôn kìa. Ui. Ôi thôi, định mệnh. Quả đấy mày không nộ được. Ui, toàn nhờ, ấy là phí thế. Để ô một quả đấy thì Lục Tốn cũng bị khóa rồi mà. Trường Liêu, ui, Trường Liêu dùng trường cáp luôn này. Vai, team dạo này các bạn ấy dùng team lạ thế nhở. Trường cáp ạ, thú vị thật sự. Trường Liêu nó táp đau nhỉ, nó táp con Chu Du thôi mẹ. Tí hoảng.
Và bạn sẽ biết thế nào gọi là đốt dập trời. Đốt dập trời. Uầy, định mệnh choáng. Này thì đam tay đã không? Mình phải đam tay thích không? Đam tay chu du có mà, đam tay chu du thích không? Nhưng nó kiểu mặc dù nó là tướng phép nhưng mà đam tay nó có nên là PK thích chứ mà khiếp phải chu liều táp sợ thật. Đấy, sợ ơi. Đồ này nó không được chuẩn mực lắm. Tôi cảm giác như ông này ông đang thí nghiệm gì lên con chu du này, đồ ông áp thế nào ấy. Tôi vào tôi xem ác, tôi giật mình hết, từ túi gấm các kiểu, mà cái túi gấm trang bị lạ quá, giảm sát thương để làm gì. Ủa, trời ơi, định mệnh, tôi bảo mà, tốt nhất là mang cái túi gấm kháng đóng băng, kháng đóng băng với hóa thạch, cho nó chắc kẻo không ạ. Định mệnh nó là khóa mình xong rồi mẹ nó còn làm cho phát nữa. Mẹ là khư duy bị đóng băng rồi, trời ơi, à, bị hóa thạch rồi, mày đánh làm cái gì, mày khóa làm cái gì, mệt mỏi này thì nộ này. Trời ơi, con ra các lượng này thì chỉ có khoảng sớm thôi bạn ạ, lấy đâu ra sát thương bạn đánh mình. Ra các lượng thì làm gì đào đủ sát thương mà đánh Chu Du bây giờ. Giờ cậu đốt tôi nát người, đứng không nhìn chắc cũng chết mất. Mỗi lần thấy lửa nó bốc, mỗi qua một con hiệp thấy lượng sát thương bốc lên là thấy khiếp hồn rồi. Nó giật cho tím người luôn. Trời ơi, định mệnh nó giật quả kìa. Nhìn thích thế. Mấy ông up up thế nào được. Bộ làm sao mà lên được mắc cái chiến hồn tiêu đốt đấy nhỉ. Trời ơi, ông nào tích từ xưa nay mà tích ngoan ngoan. Mắc chiến hồn tiêu đốt nó đốt rồi. Ui, phê. Dạ hồi cứ nghĩ cái cảnh đấy mà nổi hết cả da gà da ốc. Thích thế thật, cứ mỗi lần nhìn thấy mấy con tướng bị thiếu đốt đấy, nó bỗng thiếu đốt lên. Yêu. Cảm giác rồi mốt dã man luôn. Thôi chết thì mù rồi. Toàn thế nhỉ. Gặp thằng tôn sách đúng khoảng chó luôn. Làm quả mù sớm thế. Không sao. Không sao, bôi cao khỏi hết. Mày còn lâu mới ăn thua. Quản Vũ còn không sợ rằng ba bàn nương. Tôi nhớ là nó còn khá một hiệu ứng gì nữa cơ. Khiêu khích. Nó còn khá một hiệu ứng gì nữa cơ. Chu Du còn một Chu Du nó kháng thì Chu Du nó kháng 4 hiệu ứng mà. Tôi quên xứ đi mẹ, cái web sập mẹ nó đeo cái gì xem cày thế cơ ông ơi. Mày Chu Du nhìn mẹ cố lên, đốt mẹ nát đít tôn sách luôn. Trời ơi. À, túi gấm nữa. Tôi đang định cân luôn ấy. Tôi đang định nghĩ đến cái việc sử dụng túi gấm mang một hiệu ứng khống chế gì đó cho con này. Thật ra nó không phải là khống chế lắm, ví dụ như là giảm nộ này, hay là tê liệt, kiệt sức, hay là túi gấm gì đó, lại loại kiểu gây sát thương xong rồi đồng thời kèm
một hiệu ứng liên quan đến khống chế hoặc là nhẹ hơn khống chế một chút, kiểu kiểu giảm nỗi ấy, cũng hay mà. Em có thể thử và test. Này thì này, trời ơi, thế thì còn gì mà đánh nữa đâu, chết chắc rồi. Hẹn gặp lại bạn trận sau nhé. Thôi thì mình bỏ qua nhanh. Ok, nói chung là đấy là cái video về con Chu Du của mình, để giáo án về Chu Du như tất cả anh em, như đa phần anh em đề nghị khi mình làm về con Triệu Vân. Đấy, có bất kỳ sai sót gì thì anh em vui lòng comment ở bên dưới video, bởi vì tất cả video mình làm đều nó đều không lên kịch bản trước, mình chỉ nói ra cái gì mình nhớ thôi. Đấy, nên chắc chắn cũng đôi lúc sẽ có sai sót, anh em có thể comment ở bên dưới. Bây giờ mình sẽ cố gắng xem là có một trận PK nào đó của top hay hay về Chu Du không, thì mình sẽ đăng lên cho mọi người, mình sẽ nối ở đằng sau video nhá. Còn có lẽ là bây giờ mình xin phép kết thúc video này thôi. Xin chào và gặp lại anh em các video tiếp theo nhé. Bye bye.